Ok anh em. Đây, cầm mặt chính, bắn chân lai, bắn con bot full đỏ, giống y hệt như lúc mình cầm những con nào clone. Rồi, để xem mấy thằng trẻ trâu nó comment gì. Chắc chắn nó sẽ comment là ui rồi bắn như này mấy ngày nữa bay ạc. Đố bay luôn. Cứ chờ đi, đố bay luôn. Cả tuần này tao sẽ ngồi tao like và tao sẽ bắn full đỏ như này, tao sẽ bắn full đỏ rất nhiều lần để xem bao giờ ạc bay nhá. Ok mấy thằng trẻ trâu, không có trình không bảo người ta hack. Thế chứ có mấy thằng trẻ trâu comment là am chick này, UMP chick này, am the rank các thứ. Mình chả hiểu gì cả. Thề, mình nói thật, Free Fire giờ toàn mấy thằng trẻ trâu ảo đồ thôi anh em ạ. Đấy, xong rồi con này nhá, Silent anh tao, mẹ thằng trẻ trâu mẹ. Đặt tên là thầy Silent, cầm đồ và bắn mẹ, bắn ghim đầu thế. Thôi, mình cũng đến chịu mấy thằng trẻ trâu ảo đồ rồi.